kẻ háo sắc. Ngày xưa, Phượng Hoàng là loài chim huyền thoại được Thượng Đế đặc biệt ban tặng viên ngọc quý, giúp có thể đi lại giữa cõi trời. Cũng nhờ có Phượng Hoàng mà mỗi khi mặt đất chuẩn bị có thiên tai thì loài người đều được Phượng Hoàng báo trước. Vì thế, ở dưới mặt đất, Phượng Hoàng là loài vật hết sức linh thiêng. Trong 2 ngày nữa, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ xuống vùng này. Sẽ có mưa lớn, bão, lũ, có thể nhấn chìm toàn bộ ruộng vườn và nhà cửa. Đội ơn Phượng Hoàng. Trời ơi, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta hãy về chuẩn bị đồ đạc, chạy lên núi đi. Thật may có Phượng Hoàng với phép thần màu nhiệm, đi lại được giữa cõi trời và cõi đất, cho chúng ta biết mọi tai ương có thể xảy ra. Cũng thời đó, ở dưới cõi người, đức vua của vương quốc nọ phải lòng một cô cung nữ vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng khi vừa lập cung nữ đó lên làm phi tần thì chẳng bao lâu mỹ nữ bị lâm trọng bệnh. Hoàng thượng ơi, xin người cứu thiếp, đừng bỏ rơi thiếp, thiếp xin người. Phi tần yêu quý của ta, nàng hãy cố gắng lên. Còn phải đánh đổi bất cứ cái giá gì trên đời này, ta cũng đánh đổi để cứu được nàng. Muôn tàu đức vua, thần có mặt. Thầy Pháp Musa, ông đến rồi. Nghe nói ông có cách cứu được phi tần của ta. Dạ vâng thưa đức vua, nhưng cách này có chút hơi khó. Nói ta nghe, khó đến mấy ta cũng phải thử. Dạ thưa đức vua, thần đã xem xét rất kỹ bệnh tình lẫn chòm sao chiếu mệnh của phi tần. Theo đó, câu trả lời lúc này chỉ có một. Đó là nội trong 34 ngày tới phải có được 3 giọt máu của Phượng Hoàng thì nương nương mới có thể cứu được. 3 giọt máu của Phượng Hoàng trong 34 ngày tới ư? Phượng Hoàng là linh vật của cõi trời và cõi người, làm sao có thể bắt được Phượng Hoàng để lấy máu đây? Đúng vậy thưa đức vua, đó cũng là điều mà thần đang rất e ngại. Nhưng nếu đó là cách duy nhất thì bằng giá nào cũng phải có được 3 giọt máu Phượng Hoàng. Nghe theo lời thầy Pháp, đức vua quyết tâm lấy bằng được máu Phượng Hoàng để cứu phi tần yêu quý của mình. Truyền trong khắp đất nước, ai bắt được Phượng Hoàng sẽ được đức vua tuyển làm phò mã. Được tuyển làm phò mã ư? Thật là một cơ hội hiếm có. Ta đã từng được chạm mặt công chúa một lần rồi. Nhan sắc của cô ấy quả thật vô cùng kiều diễm. Thật bực mình. Con nai đó bị thương rồi mà còn chạy đường nào nhanh thế không biết. Có chuyện gì thế kia? Là kiểu của hoàng cung. Thưa công chúa, là một chú nai bị thương. Vậy sao? Giải quyết nhanh để còn đi tiếp đi. Là công chúa. Nhan sắc cô ấy thật tuyệt trần. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để ta có được nàng. Nếu không thì suốt cả cuộc đời này mãi mãi ta chẳng bao giờ được gặp lại nàng ấy nữa. Phượng Hoàng là linh vật của cõi trời và cõi người nên vô cùng thông minh. Đi bắt Phượng Hoàng quả thật sẽ đắc tội rất lớn. Nhưng nếu so sánh với việc trở thành chồng của công chúa xinh đẹp thì điều đó cũng rất xứng đáng. Đã rất nhiều người thử mọi cách để bắt Phượng Hoàng nhưng đều thất bại. Nếu mình cũng chỉ săn đuổi như mọi người thì cơ hội sẽ gần như bằng không. Dạ, cõi người luôn có thật nhiều điều bất ngờ. Mỗi lần ghé nơi đây đều thật dễ chịu. Ủa, cái gì kia? Xem kìa, ta có nhìn nhầm không? Là một cô Phượng Hoàng vô cùng nổi bật. Dạ, đâu ra cô Phượng Hoàng gái rực rỡ và quyến rũ thế kia chứ. Lại còn biết đập cánh đáp lại ta đầy chào mời nữa. Nàng ta thật đáng yêu. Chuyện gì thế này? Trúng bẫy thần rồi. Con người to gan kia, người dám giăng bẫy ta ư? Mau thả ta ra. Người có biết ta không phải là một con Phượng Hoàng bình thường mà. Ta là một con Phượng Hoàng thần, là linh vật của Thượng Đế không hả? Mau thả ta ra. Mau thả ta ra. Không có chuyện đó đâu. Giờ ta sẽ mang ngươi đến trình vua, và sau đó ngươi sẽ gả công chúa cho ta.
Hả? Người mang ta đến trình vua? Đúng vậy, phi tần yêu quý của đức vua đang lâm bệnh vô cùng nguy kịch. Nghe đồn chỉ cần 3 giọt máu của Phượng Hoàng thì người sẽ khỏi. Vì thế đức vua cho ban lệnh ai bắt được Phượng Hoàng lấy được 3 giọt máu thì sẽ gả công chúa cho. Thật nhảm nhí, nếu ta chỉ cần mất một giọt máu thôi là coi như mất mạng rồi, đức vua dám cả gan ban lệnh bắt ta ư? Bắt chứ sao không, và giờ ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ đức vua để được thành phò mã. Này chàng thợ săn, hãy nghe ta đây. Ta có ý này muốn bàn với ngươi. Ta không quan tâm, ta không nghe gì hết. Phải nhanh đưa ngươi đến chỗ đức vua để ta có thể gặp công chúa xinh đẹp đã. Hãy thả ta ra, ta sẽ đưa anh đến núi vàng. Ở đó anh có thể lấy bao nhiêu vàng tùy ý. Sau đó anh có thể sống sung sướng đến cuối đời luôn. Và khi ấy anh giàu có rồi, muốn lấy cô vợ đẹp nào mà chẳng được. Núi vàng ư? Đúng vậy, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng công chúa là duy nhất trên đời, có đánh đổi tất cả mọi thứ vàng bạc trên thế gian so với nàng ấy thì cũng không thể đánh đổi được. Ta muốn có được nàng hơn. Kìa, sao anh lại ngốc thế? Lời hứa của đức vua liệu có tin được không? Chắc gì khi anh mang ta đến, đức vua đã gả công chúa cho anh. Trong khi lúc này ta đã ở trong tay anh rồi, ta nhất định sẽ mang vàng bạc lại cho anh mà. Khi có nhiều tiền vàng, chẳng phải anh sẽ có được mọi thứ hay sao? Không, rồi nhỡ có kẻ khác không phải là ta bắt được Phượng Hoàng, lấy được 3 giọt máu, và thế là công chúa rơi vào tay hắn. Điều ta muốn là công chúa mà thôi. Không, thả ta ra, thả ta ra. Có người bắt được Phượng Hoàng thật rồi. Vậy là phi tần của ta được cứu thật rồi. Đúng là Phượng Hoàng thật rồi. Đức vua, chính là vì người ra lệnh săn lùng ta đấy ư? Đúng vậy, ta cần ngươi để chữa bệnh cho phi tần của ta. Xin ngươi hãy hợp tác. Chẳng hay ngươi có biết, dù chỉ mất một giọt máu thôi thì ta cũng sẽ mất mạng. Khi đó ta, một sinh vật có thể qua lại giữa cõi trời và cõi người, và đã giúp con người biết trước bao hiểm nguy sẽ xảy ra và sẽ chết. Khi đó con người ở đây sẽ phải đối mặt với thiên tai của đất trời mà không hề được báo trước đấy. Điều này cũng phần nào nằm trong tiên liệu của ta. Tuy nhiên, với ta lúc này, cứu phi tần mới là điều cần được ưu tiên nhất. Đúng là không còn lời nào có thể thuyết phục được nữa rồi. Giờ thì ta đành nói điều cuối cùng này. Ta có thể cứu được mạng sống phi tần của ngươi mà không cần đến những giọt máu của ta. Hả? Thật vậy sao? Ta chỉ cần cứu được mạng của phi tần thôi, cách nào cũng được. Đây là viên ngọc, có thể giúp ta đi lại giữa cõi trời và cõi người. Mất viên ngọc này, coi như cõi người sẽ không có ta nữa. Ngươi hãy dùng viên ngọc này đưa cho phi tần của ngươi. Nó có thể chữa mọi thứ bệnh trên thế gian. Thế nhưng, ngay khi người đó khỏi bệnh, hãy thả ta ra. Và kể từ nay, các người dưới hạ giới sẽ không bao giờ được báo trước về mọi tai ương sẽ xảy đến. Các người sẽ phải đối mặt và tự giải quyết hậu quả của nó. Được. Chuyện đó cứ để sau này hãy tính. Giờ cứ để ta cứu sống được mạng của phi tần đã. Đức vua. Trời ơi, thật là một phép màu. Người khỏi bệnh rồi. Vậy có nghĩa là ta sẽ bị gả cho gã thợ săn à? Công chúa, ta chính là người đã bắt được Phượng Hoàng về đây. Thưa đức vua, xin người hãy gả công chúa cho thần như lời đã hứa đi ạ. Phụ hoàng, nhưng người kia xấu xí quá, con không lấy hắn ta đâu. Đúng là ta có nói lại bắt được Phượng Hoàng lấy 3 giọt máu thì ta sẽ gả công chúa cho. Nhưng nay ta không có lấy 3 giọt máu của Phượng Hoàng nên lời hứa đó vô giá trị. Ngài người đâu, ban thưởng cho hắn 3 thỏi bạc rồi đưa đi. Đức vua, chẳng phải phi tần của người được cứu rồi sao? Sao người lại bội ước với thần chứ? Đức vua. Đức vua, liệu người có bội ước với ta không vậy? Đừng có ăn nói hồ đồ. Như ta đã nói, ta không lấy máu của người thì đâu thể gả công chúa cho người thợ săn kia được. Còn thỏa thuận với người, giờ phi tần của ta khỏe mạnh rồi,
ta cũng không cần giữ ngươi nữa. Giờ ngươi sẽ được tự do. Đúng là giờ ta sẽ được tự do, nhưng cái giá của sự tự do này quả thật không hề rẻ. Chung quy lại cũng chỉ vì ba kẻ ngốc mà thôi. Ba kẻ ngốc? Ý ngươi là sao? Kẻ ngốc đầu tiên chính là ngươi, đức vua. Kẻ thứ hai là chàng thợ săn. Và kẻ thứ ba chính là ta. Hả? Ngươi dám gọi ta là kẻ ngốc sao? Đức vua vì tin lời một thầy pháp rằng có thể cứu mạng phi tần của mình mà bất chấp săn lùng máu của ta. May mà ta giữ được mạng nhờ hy sinh viên ngọc đi lại giữa hai cõi. Từ giờ không đến được cõi người thì ở đây có bất cứ thiên tai gì thì ngài và dân chúng của ngài sẽ tự chịu lấy mà không hề được báo trước. Và dù đức vua có biết điều đó rồi thì ngươi vẫn bất chấp để cứu phi tần. Đó chẳng phải là kẻ ngốc đầu tiên hay sao? Còn gã thợ săn, dù ta đã năn nỉ đổi lấy mạng sống để hắn trở nên giàu sang phú quý, nhưng gã vì quá ước mơ được lấy công chúa mà bất chấp tất cả, để rồi chẳng có được giàu sang lẫn công chúa. Đó quả thật là kẻ ngốc thứ hai. Còn ta, ta vốn là linh vật tự do, nhưng vì mê muội cô nàng phượng hoàng cái xinh đẹp mà mắc bẫy thì đúng là kẻ ngốc thứ ba. Thật may mà ta vẫn giữ được mạng. Nhưng giờ đây ta chẳng thể trở lại cõi người được nữa. Lời cảnh cáo cuối cùng của Phượng Hoàng chẳng bao lâu đã sớm thành hiện thực. Không còn sự cảnh báo trước của Phượng Hoàng, cơn lũ lớn bất chợt không chỉ cuốn bay làng mạc mà còn nhấn chìm cả hoàng cung. Khắp nhân gian lời oán thán vị vua ngày đó vì nữ sắc mà quên đại cục càng vang xa. Và bài học xương máu Phượng Hoàng để lại vẫn đúng cho đến ngày nay, rằng với đấng mày râu thì khó qua được cửa ải mỹ nhân. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!